Ô, chua mắt này. Cái hàm nha. Lâu quá không biết bây giờ. Ô dính nè. Cô bị tóc mà. Tóc mình cột. Ô mình về không đâu đâu. Ủa mực nó có vô không? Cũng có mà đều năm nay ít mực. Mỗi năm thì bữa thì nếu thăm hết nhận câu cũng kiếm 1 ký 2 ký. Dính luôn không? Dính. Đây à. Sạch cao thôi á. Cái xịt vô mặt là đậu bỏ thứ rồi. Cái loại thì nhìn tao nó chụp luôn. Cái này mà bỏ vô nước ngọt là nó phì ra lắm không? Rồi nó nở ra, ăn nó ngon lành gì. Cái một xíu dưới luôn. Đơn giản quá ha. Cái này là giống như câu mình nó dính cá mòi đó. Dạ. Chắc là hắn táp dính á. Bữa nào không có sống thì mình sợ ha. Ừ, có sống thì mẹ ha. Cái cầm lưỡi câu đâu được đâu mà. Cầm câu khó khăn thấy mẹ. Cái cục đó mình buộc ra tác dụng gì? Cái này là cá phao. Cho nó nổi lường chừng đó ha. Cho nó thân lên. Cũng như là mình can bao nhiêu lữ một cái phao vậy đó. Rồi bao nhiêu lữ mình có cái con ốc đó. Cho nó cái độ câu của mình xuống dưới nó vừa như thế nào. Cũng như không chìm tới đáy mà nó lửng lửng hơi trên ha. Nó vừa tới trên mặt ốc chiều dài phân vậy đó. Xuống đó đầu mình nó hơi bị dục mà cái móc này chứ thôi gỡ từ lưới biết nào à. Tay mình cầm vô khó khăn lắm.
câu này nó lục quá thì nó lục theo dưới mức độ nó lục cá là cho một tay mà chúng ta không lâu không lắm cá là lúc chỉnh cá lúc bởi vì cái làm câu này nó phải thận trọng hơn rồi cái con sống nó phải thận trọng hơn nhiều ô dính à, nó vô dính luôn à. Cái này là cá con ngát hả? Nó không có bắt hả? À. Ở đó sống chết gì cũng thả nó không bắt cái nặng hơn cái gì con ở kia nó bị quấn nhiều rồi con ngoài nó dịch dạ chắc thấy nặng hơn ha. Hay là quần giả nó dính cái miếng gì nặng hơn trước á dính con cá thì sao ghê nằm văn này hơi dùng hay là văn gì là vừa cái này là nếu trời thổi á là nó vừa mà nếu trời im là nó hơi dùng chứ mực cái đó chứ mực ống hả ăn một cái nãy ha. Ồ dính nè. Dính quát rồi. Con này cũng có 2 kg à. Con này bó nhiều ha. Càng dễ nhiều là càng nhiều chứ lưỡi câu này dùng móc bỏ lợi hại ha vịt cái là nó làm như nó xuôi máy là chạy ra liền à rồi dính dính còn dính cái đuôi rồi con này dính chắc hơi lâu rồi
không tính nhắc nay sao dính không dính cái chát nãy giờ gì nào cũng dính chứ. Ôi con gì con ốc gì gai nè, con mượn ốc đây. Con này nhỏ đó, con gần bằng ăn cát. Con gai nó cũng ăn cá nữa hả? Ăn đó, ăn cũng xin đặc chết đó. Rồi con ốc nè, lụa ăn được đó nè. Được. Có nhiều người cái máu không hợp với nó là ăn bị sưng nè. Dạ. Nó bị nhức, bị đói. Gai nè, có thì gai luôn. Nó cũng ngon lắm ạ. Yeah. Nó cũng là hải sản đó. Thả lại đi. Còn con lưới ghẹ là dính nó dữ lắm. Yeah. Ô dính rồi. Cá đuối. Cá đuối này nó hết lớn hả? Cá chết. Chết. Rồi dính này. Sống 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 có bự quá mà to nè, cá to đó. Cá trên 2 kg à. Cá này cá khủng luôn à, dính ngon lử luôn luôn à. Cá này mà dễ mạnh đi luôn rồi. Cá này trên 2 kg vậy ha. Quàng tay luôn. Bữa sinh trúng nó có khi sinh giờ 2 con. Ba con. Giác này bắt đầu dì câu mà nó thắng rồi nè. Giác này bắt đầu dì câu mà nó thắng rồi. Chảy đầu gió thổi nó cắn rồi nè. Sắp mạnh dữ lắm. Bắt đầu đừng đụng nữa rồi. Nãy dùng băng luôn. Bởi vì tay chai hết trơn phải không? Vừa dính dây đó mà vừa phải chịu lại cái vỏ nữa. Cái gì chứ nặng lắm. Mà dính kiếp là nó quen ha. Thank you.
nó chết luôn. Đúng rồi, cái bá là chết luôn. Cá chết bán 1 ký được nhiêu? 10 mấy ngàn hả? Kể gì? Được ba. Rất ghê ha. Cũng được ha. Nó gì không, nó đâu có gì đâu hả? Nó trong có nước không? Cái này bỏ không nó làm gì hả? Con đảo quá. Tối lại luôn. Dính 3 con luôn bạn ơi. 4 con luôn. 4 con. Ôi trời ơi. Không đi. Không con dập qua luôn đi. Dính 4 con dập qua luôn đi. Qua 3 con. Ô vô bắn này. Cái hàm nha. Lâu quá không biết bây giờ. Thank you.
bánh con luôn nó dính hơn 50 con. Luôn hơn 50 con. À, nó đi ha, còn hai con kia là nó chết rồi, dính quá trời chết ha, con này là dính dễ chết lắm nè, dính quá trời chặt luôn, con chưa bắt được. Dính mà cứ dính hai con luôn cũng hay á, mà dính có 4 con. Thử gắn sao tắt cái tay như vậy, con này nó giống như cái chim trắng vậy, gắn nó gặp cá lạc nó cắn nào cắn lại lần tròn này nó cắn lại lần tròn ha, nó cắn lần tròn ha, thì cũng cao quá, con bự nó cắn lần để đây luôn. Rồi kết quả con câu nay không ạ, trong đây ba con